tục đăng ký nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau. Nhiều chủ nhãn hiệu tự soạn và tự nộp hồ sơ đăng ký. Nay các thông báo kết quả của cơ quan đăng ký gửi cho người nộp đơn đều chủ yếu là qua đường bưu điện. Chủ nhãn hiệu không trả lời đúng hạn hoặc trả lời không thuyết phục, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sẽ bị từ chối. Tại sao lại có chuyện này hả Phương? Công ty mình đăng ký hai cái thương hiệu, anh cũng đã đăng ký sớm hơn một năm nay. Bây giờ là hơn một năm rồi. Bây giờ nhà nước lại thông báo một cái thì bị bác do không trả lời, còn một cái thì không đóng tiền cấp bằng. Em ở đây mà, em là hành chính, em ở đây mà em không theo dõi giấy tờ. Dạ anh ơi, cái vấn đề này là chị Thư năm ngoái chỉ làm hồ sơ, mà bây giờ em chị mới vào thì em đâu có biết gì đâu anh. Quá là vô lý, không thể chấp nhận được. Anh rất là bận, anh bị Covid ở nước ngoài, không thể làm gì được. Em ở đây em phải lo cái vấn đề này chứ. Bây giờ công tình đăng ký với thương hiệu cả một năm nay rồi. Bây giờ anh cung cấp, ngày mai làm báo cáo, đưa tìm kiếm nhà khác đưa cho anh. Dạ, dạ em biết rồi, em xin lỗi sếp, em sẽ làm gì. Chết rồi, làm sao đây, giờ mà không tìm được giấy phép là sếp đuổi việc chết. Sếp đuổi việc chết. Xin chào các bạn, mình là Phương Hằng. Chào mừng các bạn đến với kênh của công ty luật CIS. Như tình huống ở đầu video, rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hiện nay mặc dù đã thấy được tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu và đã thực hiện đăng ký từ rất sớm, tuy nhiên lại chưa nắm được quy trình, thủ tục dẫn đến không theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ. Hậu quả là hồ sơ đăng ký bị từ chối vì những lý do quá đơn giản như không trả lời đúng hạn, hoặc đáng tiếc nhất là đã đủ điều kiện bảo hộ rồi nhưng vẫn bị từ chối cấp văn bằng chỉ vì không đóng phí cấp bằng đúng hạn. Trong video này, mình sẽ liệt kê cho các bạn những điểm quan trọng cần lưu ý để không gặp phải tình huống tương tự như đầu video nhé. Một, thủ tục đăng ký nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau. Thứ nhất là nộp đơn. Thứ hai là thẩm định hình thức đơn, 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thứ ba là công bố thông tin đơn, 2 tháng kể từ ngày đơn có kết quả hợp lệ. Thứ tư là thẩm định nội dung đơn, 9 tháng kể từ ngày công bố đơn. Và cuối cùng là ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ. Nếu nhãn hiệu đăng ký đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo hộ như là không mang tính mô tả, không bị trùng tương tự gây nhầm lẫn với bất kỳ nhãn hiệu nào của người khác đã đăng ký trước, hoặc thông báo dự định từ chối bảo hộ nếu nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ nào đó, và ấn định thời hạn để chủ đơn thực hiện hành động đóng phí hoặc trả lời. Trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và đóng phí cấp bằng đúng hạn thì chủ nhãn hiệu sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hay còn gọi là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Trường hợp nhãn hiệu bị từ chối, chủ nhãn hiệu không trả lời đúng hạn hoặc trả lời không thuyết phục thì nhãn hiệu sẽ bị quyết định từ chối chính thức, chấm dứt thủ tục đăng ký. Hai, hiện nay các thông báo kết quả của cơ quan đăng ký gửi cho người nộp đơn đều chủ yếu là qua đường bưu điện, và trong trường hợp đơn gặp vấn đề thì đều có ấn định thời hạn trả lời như 2 tháng giai đoạn thẩm định hình thức và 3 tháng đối với giai đoạn thẩm định nội dung hoặc đóng phí cấp bằng. Nếu không nhận được thông báo hoặc quá hạn ấn định thì hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sẽ bị từ chối. 3. Để tiết kiệm tối đa chi phí, nhiều chủ nhãn hiệu tự soạn và tự nộp hồ sơ đăng ký hoặc thông qua các công ty dịch vụ không phải là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp để thực hiện. Theo mình, nếu chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tra cứu, đánh giá khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu trước khi nộp đơn, thì chủ nhãn hiệu nên được các luật sư, chuyên gia là đại diện sở hữu công nghiệp đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp phép hoạt động để cho ý kiến tham vấn. Ngoài ra, khi ủy quyền cho đơn vị khác lập hồ sơ và tiến hành thủ tục đăng ký thì cũng nên thông qua các đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp như công ty luật CS, vì đại diện sở hữu công nghiệp được coi là đại diện hợp pháp của chủ đơn và được phép làm việc trực tiếp với cơ quan đăng ký khi đơn có bất kỳ vấn đề gì. 4. Về giải pháp xử lý tình huống ở đầu video, vì pháp luật đã quy định rõ, trong trường hợp chủ đơn không trả lời không đúng hạn hoặc trả lời không xác đáng thì cơ quan đăng ký có quyền từ chối hồ sơ đăng ký.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp rất đặc biệt, ví dụ trở ngại khách quan hoặc lỗi không do người nộp đơn, chẳng hạn như là do dịch Covid-19 nên phải cách ly, giãn cách xã hội, không kịp thời trả lời đúng hạn các thông báo và có đầy đủ bằng chứng để chứng minh, thì chủ đơn có thể trình bày để cơ quan đăng ký xem xét lại. Dĩ nhiên, tốt nhất là không nên để tình huống này xảy ra. Nội dung video đến đây là hết. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề này, bạn hãy comment ý kiến của bạn bên dưới video này hoặc gọi điện ngay cho mình theo số điện thoại 028 3911 8580 để mình giải đáp cho các bạn nhé. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ công ty luật làm những video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.